giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rộ nghi vấn Suboi không tham gia Rap Việt mùa 2, khui lại lời nhắn ẩn ý khi chia tay mùa 1. Trong năm 2020, Rap Việt đã có phát súng đầu tiên thành công rực rỡ. Toàn bộ chặng đường của cuộc thi đều được khán giả theo dõi và ủng hộ. Trong suốt hành trình, dàn rapper của Rap Việt đã cống hiến hết mình, tạo nên những màn trình diễn đốt cháy sân khấu. Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người xem, nên phía nhà sản xuất đã sớm lên kế hoạch đưa cuộc thi này trở lại. Hiện đã có thông tin xác nhận về mùa thứ 2 trên fanpage chính thức của chương trình. Nhắc về thành công của Rap Việt, không thể bỏ qua sự đóng góp của 4 huấn luyện viên cùng 2 vị giám khảo là Bubi, Binzy, Karis, Suboi, Romastic, Justati. Bộ sậu siêu cá tính này đã dẫn dắt và chỉ bảo cho các thí sinh, giúp họ có thêm tự tin và ước mơ, đủ bản lĩnh để khẳng định mình trên một sân khấu lớn. Rap Việt còn được ca ngợi là một cuộc thi tiếp thêm sức mạnh cho những nghệ sĩ hip hop, chinh phục được những đỉnh núi cao hơn nữa. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Karis đã nhá hàng về sự trở lại của Rap Việt. Những người còn lại đều hoàn toàn im ắng. Rất nhiều khán giả mong đợi việc dàn huấn luyện viên và ban giám khảo cũ sẽ hội tụ đầy đủ. Mới đây, rapper Đạt Drop đã tiết lộ trên Instagram về khả năng trở lại chương trình của Suboi. Theo suy đoán của anh chàng, nữ rapper sẽ không tham gia phần 2 của Rap Việt. Trước đó, Suboi cũng để lại lời nhắn tạm biệt ẩn ý khi chia tay mùa 1. Nay giả biệt những cái tên, danh từ mà rapper hay là gì. Những cái vai trò mình mang chỉ còn lại là người sáng tạo và fan âm nhạc. Có thể thấy, cô đã không còn mặn mà với những danh xưng mà chỉ giữ lại tình yêu chân thành với âm nhạc. Dù đây chỉ mới là dự đoán riêng của Đạt Drop, song người hâm mộ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối. Các khán giả yêu rap đều thích cách Suboi rèn luyện chỉ dẫn thí sinh và hy vọng cô sẽ tiếp tục vai trò huấn luyện viên. Trước thông tin này, nhiều người cho rằng sẽ hiếm hoi tìm được một cái tên khác để thay thế cá tính riêng biệt của Suboi, cũng như tạo ra những giá trị đặc biệt cho chương trình. Hiện tại, Suboi chưa lên tiếng về điều này và khả năng trở lại. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về việc ai sẽ thay thế cô nàng làm huấn luyện viên nữ cho show. Được biết, buổi casting cho mùa 2 của chương trình sẽ sớm diễn ra. Một số thí sinh cũ của mùa 1 cũng thả hint về việc sẽ tiếp tục thử sức tại đấu trường này, ôm tham vọng đăng quang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.